đem điều đó cho Chúa đi. Hãy Chúa đó, hãy trao gánh nặng cho Chúa thì Chúa sẽ gánh cho, mình xin nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa. Và thì giờ này chúng ta để tôn vinh Chúa, để ca ngợi Ngài với bài thánh ca. Xin thần lên đến bài số 1. Xin thánh chúng ta đồng mở là bài số 1. Lần cuối sẽ tiếp vào lòng quý vị từ sau sau đây.